Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 21 tháng 3 có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 1 năm 2024. Hội đàm giao ban công tác phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới giữa 8 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 20 năm 2024. Tổng duyệt lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La của FAN. Lực lượng công an đồng hành cùng nhân dân làm du lịch cộng đồng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 1 năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong quý 1 năm 2024, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục đôn đốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, đề xuất tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lớn của đất nước, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy biên chế theo quy định. Đại diện các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ sở, những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị triển khai thực hiện trong quý 2 năm 2024. Sáng nay tại Công an tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra hội đàm giao ban công tác phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới giữa các tỉnh Phong Sa Lì, Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên và Sơn La của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 20 năm 2024. Phóng viên Doãn Tú đưa tin từ hiện trường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ trì cuộc hội đàm là đồng chí Buôn Lươm Mani Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng. Về phía đoàn đại biểu tỉnh Sơn La do đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn. Sau cuộc hội đàm giữa 8 tỉnh lần thứ 19 năm 2019 tổ chức tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam, lực lượng chức năng phòng chống ma túy các tỉnh của hai nước Việt Nam, Lào đã chủ động triển khai lực lượng tập trung đấu tranh xử lý các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới 8 tỉnh. Các tỉnh đã chủ động tăng cường đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí, phương tiện, lực lượng cho công tác phòng chống ma túy nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của mỗi tỉnh đã chủ động tích cực tổ chức các hoạt động phối hợp triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới. Kết quả đã phát hiện bắt giữ 4.336 vụ ma túy, tịch thu tăng vật 326,32 kg heroin, gần 7.760.000 viên ma túy, 96,28 kg thuốc viện, 40,67 kg ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác liên quan. Riêng lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sơn La đã phá 1.274 vụ án ma túy, bắt giữ 1.585 đối tượng, thu giữ 33,34 kg heroin, 622.575 ma túy viên, 33,34 kg thuốc viện, 13 khẩu súng và 80 viên đạn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp phòng chống ma túy trong thời gian qua, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng diễn biến của tội phạm ma túy trong thời gian tới để có các giải pháp phòng chống hiệu quả. Doãn Tú đưa tin từ tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nội dung về cuộc hội đàm này sẽ chúng tôi chuyển đến quý vị chi tiết hơn trong chương trình thời sự tối nay. Và vào tối qua tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra chương trình tổng duyệt lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La Hủa Phăn năm 2024.
Dự tổng duyệt có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La Hủa Phăn sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 3 tại thị xã Sầm Nưa. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản tình ca Sơn La Hủa Phăn với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa hai nước, đồng thời tôn vinh tình hữu nghị thắm thiết giữa hai quốc gia do tập thể nghệ sĩ diễn viên của tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn phối hợp biểu diễn. Với sự chuẩn bị chu đáo bài bản, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã cơ bản hoàn thành. Ban tổ chức ngày hội ghi nhận sự nỗ lực phối hợp của tập thể các nghệ sĩ diễn viên hai tỉnh, đồng thời đề nghị ekip thực hiện chương trình tiếp tục phối hợp thống nhất và hoàn thiện một số nội dung, đảm bảo lễ khai mạc diễn ra trang trọng, để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai tỉnh Sơn La Hủa Phăn nói riêng. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La Hủa Phăn, sáng nay tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch Sơn La Hủa Phăn. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và đồng chí Phút Phan Kẹo Vông Say, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn chủ trì hội nghị. Phóng viên Hoàng Nghĩa đưa tin từ hội nghị. Tại hội nghị thì các đại biểu đã được giới thiệu về tiềm năng, lợi thế về các khu du lịch, điểm du lịch, các nhà hàng khách sạn độc đáo của Sơn La và Hủa Phăn, quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch, các tour du lịch, chương trình kích cầu du lịch của các doanh nghiệp du lịch Sơn La trong kết nối tour du lịch từ các tỉnh đến Sơn La, Hủa Phăn. Đồng thời các công ty lữ hành, các doanh nghiệp của hai tỉnh cũng giới thiệu một số sản phẩm du lịch khác biệt và cùng thảo luận, đề xuất giải pháp hình thành, phát triển tour du lịch Hà Nội, Sơn La, Hủa Phăn và ngược lại. Hoàng Nghĩa, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La đưa tin từ thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngày 20 tháng 3, đoàn công tác của thành phố Sơn La do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với huyện ủy Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Sơn La và huyện Sầm Nưa đã thông tin cho nhau về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2023. Một số hoạt động, sự kiện nổi bật từ đầu năm 2024. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La cũng đã trân trọng cảm ơn huyện Sầm Nưa đã luôn quan tâm, đẩy mạnh hợp tác với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La. Mong muốn hai địa phương sẽ tiếp tục cùng nhau gắn kết lâu dài với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thắm tình hữu nghị. Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, đoàn công tác thành phố Sơn La đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của huyện Sầm Nưa, chúc mừng huyện Sầm Nưa trong dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai sắp tới. Đồng thời mong muốn hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị lâu dài. Ngày 20 tháng 3, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đã cùng làm việc với Ban An toàn giao thông huyện Bắc Yên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông huyện Bắc Yên. Trong quý 1 năm 2024, Ban An toàn giao thông huyện Bắc Yên đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn vào cuộc một cách quyết liệt, duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là về nồng độ cồn, đã phát hiện 134 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 188 triệu đồng. Về tình hình tai nạn giao thông, toàn huyện xảy ra 4 vụ, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã đến kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 112 từ trung tâm huyện Bắc Yên đi xã Hang Chú. Hiện nay trên tuyến đường này đang triển khai thi công lắp đặt hệ thống phòng vệ mềm tại những khúc cua nguy hiểm nhằm giảm tai nạn giao thông, đồng thời mở rộng nền mặt đường tại km 12+200. Đây là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thường xuyên có sương mù, đường vòng, cua gấp khúc. Đại diện đoàn công tác đề nghị Ban An toàn giao thông huyện Bắc Yên cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường lực lượng để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức người dân về chấp hành luật giao thông đường bộ. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã chủ động và tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn dạy nghề hỗ trợ cho hội viên nông dân. Các hoạt động này đã giúp hội viên nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Ngay từ đầu năm 2024, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, hội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các ngành chức năng của huyện tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi, ủ phân hữu cơ để làm phân bón, nước tưới cho cây trồng và tuyên truyền tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Qua buổi tập huấn thì gia đình sẽ có cách xử lý ủ phân bón không cho ảnh hưởng đến môi trường và sẽ tiết kiệm cái phân để bón đúng theo nhu cầu và mục đích của theo cái trồng. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức 25 lớp tập huấn kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi, ủ phân hữu cơ để làm phân bón, nước tưới cho cây trồng, cho trên 1.000 hội viên và nông dân trên địa bàn huyện. Ngày 20 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La đã tổ chức tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ xã bản. Đây là một trong những hoạt động của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được tìm hiểu về đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản, nguyên tắc nội dung và quy trình thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản và một số kỹ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản. Đối thoại chính sách là một trong những nội dung quan trọng của dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Hoạt động này nhằm bảo đảm tiếng nói, vai trò và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tham gia thực chất của phụ nữ, nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ và đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động tại cơ sở. Hội Chữ thập đỏ huyện Bắc Yên vừa phối hợp với đoàn thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Trường tới trường kết nối yêu thương, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên. Tại chương trình, đoàn thiện nguyện Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã trao 40 suất quà tổng trị giá 20 triệu đồng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trao tặng 400 suất quà gồm quần áo, sữa, thực phẩm, vở viết, bánh kẹo cho các cháu học sinh trường mầm non và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hua Nhàn với tổng trị giá 295 triệu đồng. Hôm nay con được nhận món quà của các cô, các chú. Con cảm thấy rất vui. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành cô giáo. Với mong muốn đồng hành với học sinh nghèo, khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Trường tới trường, kết nối yêu thương không chỉ hỗ trợ những phần quà thiết thực tạo điều kiện thuận lợi giúp các em học sinh vững bước tới trường mà còn giúp các em yên tâm học tập tốt hơn. Đến với các em của huyện Bắc Yên này thì chúng tôi mang theo rất là nhiều mặt hàng. Ngoài tiền mặt ra thì chúng tôi còn mang cả hàng ví dụ như là sữa dinh dưỡng này, bánh kẹo này, hoặc là vở cho các con cũng rất là cần. Và ngoài cái hỗ trợ học bổng cho các con ra thì chúng tôi còn tặng cho nhà trường cái kinh phí để các con có cái khẩu phần ăn thêm nữa, đầy đủ dinh dưỡng hơn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, đồng thời góp phần động viên các em học sinh, khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện tổ chức ra mắt mô hình trường học tự quản về an toàn giao thông năm 2024 tại trường cho cơ sở Nguyễn Tất Thành, xã Mường Giàng. Mô hình tự quản về an toàn giao thông tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, xã Mường Giàng được hình thành nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc đảm bảo an toàn tại trường học, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường về nội dung, ý nghĩa, tác dụng của công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với nhà trường và công tác giáo dục đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của tập thể cá nhân trong công tác học tập của nhà trường, từ đó xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Từ mô hình này sẽ nhân rộng đưa vào hoạt động tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện.
Thưa quý vị, cùng với việc triển khai các phương án chuyên đề kế hoạch đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm tệ nạn xã hội, lực lượng công an xã ở tỉnh Sơn La còn tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tận dụng địa bàn được tự nhiên ban tặng, nhiều mô hình phát triển du lịch cộng đồng theo hướng kinh tế xanh đã ra đời, góp phần chuyển hóa địa bàn. Phóng sự thực hiện tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Từng là đối tượng buôn bán ma túy, sau khi cải tạo trở về địa phương, tận dụng được đất của gia đình, được các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện, anh Quang Văn Tuấn đã chủ động mở homestay, làm ăn chân chính và tạo thu nhập cho gia đình. Sau khi chấp hành án xong, cũng là về nhà thì nói chung thì lực lượng an ninh, công an ấy, nói chung là cũng có khuyến cáo làm ăn thì nói chung gia đình cũng là bề làm ăn trồng cây này. Đấy, trồng cây này với là làm homestay này. Đấy, gia đình cũng là đủ ăn, đủ mặc và nói chung thì cũng là tạm ổn. Ngọc Chiến là xã vùng sâu của huyện Mường La. Trước năm 2018, xã được coi là địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Hàng năm có tới hàng chục vụ việc về ma túy được đấu tranh triệt phá. Trên 100 người nghiện có hồ sơ quản lý, tội phạm trộm cắp còn phức tạp. Trong vài năm trở lại đây, việc triển khai xây dựng Ngọc Chiến trở thành điểm du lịch tiêu biểu của Sơn La cùng với sự đồng hành của lực lượng công an trong công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý dân cư. Hiện nay, các homestay đã yên tâm hơn trong việc kinh doanh của mình. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi, tại homestay chúng tôi đã được lực lượng công an đến hướng dẫn khai báo lưu trú và phòng cháy chữa cháy và qua đó thì đã giúp chúng tôi quản lý được lượng khách đến với homestay và không xảy ra tình huống cháy nổ. Là một địa bàn thời gian tới phát triển về du lịch thì công an xã cũng đã chung tay góp sức cùng với đảng ủy, ủy ban trong cái công tác phát triển du lịch. Thì công an xã thì trực tiếp thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã triển khai đến toàn lực lượng công an của xã cũng như bán chuyên trách để đảm bảo cái nhất đấy là đảm bảo về cái an ninh trật tự đối với khách tham quan hoặc các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại xã. Thứ hai đó là chúng tôi trực tiếp phối hợp với giao thông để tuần tra kiểm soát đảm bảo được cái giao thông đường bộ. Thứ ba đó là chúng tôi đã tiến hành thường xuyên kiểm tra cái công tác lưu trú và cái công tác phòng cháy chữa cháy của các homestay, các điểm lưu trú. Trong năm 2023, xã Ngọc Chiến đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với cách làm bài bản, chuyên nghiệp cùng sự đồng hành của lực lượng công an xã, Ngọc Chiến đang từng bước vươn lên trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Ngày 20 tháng 3, tại Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, huyện Mường La, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức khai mạc huấn luyện đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 Công ty Cổ phần Cao su Sơn La năm 2024. Theo đó, trong 12 ngày, các chiến sĩ tham gia huấn luyện được học tập một số vấn đề về lý luận, thực hành huấn luyện các nội dung, giáo dục chính trị, pháp luật, điều lệnh, đội ngũ, quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, xạ kích, thao tác chiến đấu cá nhân, hiệp đồng, khẩu đội thao tác chiến đấu, những hiểu biết chung về máy thông tin vô tuyến điện, tổng đài và quy tắc liên lạc vô tuyến. Đại đội pháo phòng không 37mm thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La với chức năng nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho nhà máy thủy điện Sơn La và các hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La. Trước yêu cầu về sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, trong khi nhà máy thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm quốc gia, nên trong quá trình huấn luyện đòi hỏi nâng cao về chất lượng, nhất là huấn luyện thực hành, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Qua huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ chiến sĩ đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối quan điểm, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới, nắm chắc tính năng, cấu tạo, kỹ chiến thuật của pháo phòng không, từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.